Rồi, hôm nay mình sẽ tái hiện lại cảnh cảnh quê ha, cảnh xa xưa cho các bạn coi nha. Đây, đó, thấy cái gì không? À, đây là cái gì đây? Thúc rê ha. Thúc rê. Đó, ngồi dưới một cái góc này nha, quay cho mấy chai trái vú sữa luôn. Đó, đó. Nha. Ngồi dưới một cái tàn cây. Mình ngồi đây. Đã làm sẵn một ly cà phê. Tái hiện cảnh cảnh dưới quê. Rồi, ngâm nhi ly cà phê buổi sáng. Rồi. Đeo kiến rồi vô nữa. Được không ạ? Em bình không? Vậy thôi, mùa Covid vậy thôi. Xong rồi giả sử như là sáng thì ăn sáng rồi, hãy quay sáng nữa sao? Thôi vậy thôi ha. Rồi là đây là cảnh cảnh này á, cảnh thúc rê này là các bạn là thấy có người người biết có người không đúng không? Nhưng mà cây này mình sẽ tái hiện đây là thuốc. Thuốc đây là cái giấy này là giấy quý nè, quấn thành cái thuốc. Bây giờ thì người ta đã làm thuốc thành thuốc á, Sài Gòn, thuốc này thuốc kia đó, hero, thuốc này thuốc rẻ tiền, thuốc nào cũng có. Nhưng bây giờ cái cảnh mà quấn thuốc này nè, mới là ấy nè. Đó, cái mùi nó rất là đặc trưng. Đó, thôi mình quấn hết điếu thuốc này là cũng xong một clip nha. Mình cũng thưởng thức xem cái mùi thuốc này nó như thế nào. Ngồi dưới một cái gốc cây. Hôm nay là một buổi sáng Chủ nhật, tháng 12 năm 2021. Đó, có dịp đi về quê thì bây giờ mình sẽ tái hiện lại cái cảnh quê. Đó, quấn thuốc nè, quấn thuốc này cho. Thuốc này nó màu vàng, nó rất là nguyên chất. Lá thuốc á, quấn lại. Ngày xưa khi mà công nghiệp nó chưa phát triển đó, người ta hút thuốc về không à. Đó, thấy chưa, đó, thấy không? Đó. Bắt đầu là phải về mới mà đúng kiểu nha. Em cho nó dính lại. Đó. Yeah, thành một điếu thuốc. Nha. Thấy chưa? Cho nó dính nữa. Đó. À, đó, một ly cà phê. Nhưng mà ly này thì nó không có đúng lắm, ly và ly sành á mới thích hơn. Đúng không? Hoặc là cái ghế này thì nó cũng bị lai là mình xài cái ghế mà ghế mây á mình nó thích hơn. Rồi mình đốt điếu thuốc là nè, bắt đầu hút thuốc nè. Ừ, nó không ra hơi ta, chưa cháy tới trong. Ngon lắm, ngon. Rồi, đây là cà phê, uống miếng cà phê. Rồi thôi chia sẻ với các bạn nghe. Rồi, điếu thuốc nè, điếu thuốc huyền thoại nè, thấy chưa? Quay sát vô. Điếu thuốc huyền thoại nè. Đó, rồi bye bye nghe. Chúc các bạn có một cuộc sống yên bình giống vậy đó. Bye bye.